Xin chào tất cả mọi người. Đã có lần tôi giới thiệu Nhật báo Le Monde. Nhật báo Le Monde là một tờ báo có độ uy tín cao nhất ở trong làng báo chí của Pháp. Các cái thông tin tờ báo này đưa ra có cái độ tin cậy rất là cao. Và cái cách hành văn, cái văn phong của tờ báo này nó cũng khác với các cái tờ báo địa phương. Họ dùng một cái cách dùng, một cái cách nói, một cái văn phong cao cấp. Trong số ra ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 vừa qua, tức là cách đây đúng 2 tuần, thì tờ báo này đưa ra một cái thông tin, một cái bài báo liên quan tới Việt Nam. Và đây là một cái tin về kinh tế Việt Nam trong cái thời đại dịch. Tôi thiết tưởng chúng ta cũng nên coi xem cái tờ báo uy tín này nói gì về một cái tin ở Việt Nam. Để tựa đó là: Pour relancer son économie, le Vietnam tente de remédier à une pénurie d'ouvriers due à la pandémie de COVID-19. Trước hết, trong cái đề tựa này tôi đã đánh lưu ý hai cái động từ, tôi ghi màu vàng. Đây là hai động từ có giới từ đi theo. Và chúng ta nên để ý tới các cái động từ có giới từ đi theo, người ta gọi là construction verbale avec préposition. Trước hết chúng ta coi cái động từ ở đầu câu. Động từ relancer có cái tiền tố là re, như vậy là động từ gốc của nó là lancer. Lancer có cái nghĩa là tạo ra một cái đà cần thiết cho một cái gì đó. Cái nghĩa đầu tiên nguyên thủy lancer là chúng ta lấy tay, chúng ta liệm, chúng ta ném, chúng ta vứt đi một cái gì ra xa. Lancer một cục đá, lancer một cái đồ vật gì ra xa, đi vào trong chỗ khác, trong bụi hay trong cái hố. Lancer có một cái nghĩa thứ hai nữa là làm cho quần chúng rộng rãi biết tới, tức là chúng ta giới thiệu một văn nghệ sĩ, một ca sĩ chẳng hạn, lancer một ca sĩ lên, tức là giới thiệu cho mọi người biết tới cái ca sĩ đó. Ở đây lancer mang một cái nghĩa là tạo một cái đà cần thiết cho một cái gì. Như vậy là chúng ta đang nói về nền kinh tế, phải làm cho nền kinh tế nó hoạt động, nó tiến lên, thì chúng ta dùng động từ lancer. Bây giờ nền kinh tế đang chạy, nó bị thụt lùi lại hay nó đứng chậm lại, bây giờ relancer làm cho nó tiến lại, để tạo cái đà tiến cho nền kinh tế. Nước Việt Nam đã cố gắng tìm phương thuốc cho cái việc thiếu hụt nhân công do bởi cái đại dịch COVID. Thử làm, cố gắng làm để đạt tới một cái mục đích nào mà mình nhắm tới. Chúng ta có một cái mục đích chúng ta nhắm tới, nhưng mà chúng ta gặp khó khăn hay chúng ta chưa biết làm, thì cái động từ cái người này đang cố gắng, đang xoay sở, thử làm, cố gắng làm để đạt được cái mục đích mà vừa mới nhắm tới. Nước Việt Nam cố gắng remedia là tìm cách cứu chữa. Động từ remédier xuất phát từ danh từ un remède. Un remède là một cái phương thuốc. Khi một người nào mắc một cái cơn bệnh thì thầy thuốc đưa ra một cái phương thuốc riêng để mà chữa cái căn bệnh đó. Động từ remédier tìm ra một cái phương thuốc, tìm ra một cái cách chữa. Nước Việt Nam đang cố gắng xoay sở để tìm ra cái phương thuốc chữa cho cái bệnh thiếu hụt. La pénurie là sự thiếu hụt. Thiếu hụt nhân công. Sự thiếu hụt này tạo ra do bởi cái đại dịch COVID. Du ở masculine nó có accent circonflex, đổi qua feminine thì lại không có accent circonflex. Đây là participe passé từ động từ devoir, nợ hoặc là do bởi. Do bởi cái gì mà ra cái này? Như vậy tôi xin nhắc lại, ở cái dạng masculine du u accent circonflex, ở cái dạng feminine due không có accent circonflex. Cái nạn thiếu hụt nhân công này gây ra do bởi cái đại dịch COVID-19. Chúng ta thấy pandemic, chúng ta rất nghe thấy rất là nhiều trong báo chí. Pandemic là một cái đại dịch, ở trong lịch sử loài người tới nay không có nhiều cái lần bị đại dịch như cái lần này. Còn cái epidemic là cái nạn dịch thì rất là nhiều. Epidemic là nạn dịch. Chẳng hạn nước chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy có dịch sốt xuất huyết, dịch đau mắt, ban đỏ các thứ. Đó là cái dịch ở trong một cái khu vực, ở trong một cái tầm mức nào. Nhưng mà khi nó tiến lên tới cái mức độ toàn cầu, người ta gọi đó là một cái pandemic, một cái đại dịch COVID-19. Les usines peinent à faire revenir les travailleurs migrants qui ont quitté la région Ho Chi Minh Ville après un confinement éprouvant de début juillet à fin septembre. Các nhà máy, động từ peine, p
penne a fe quelque chose. Ở trong này chúng ta thấy có chữ la peine. La peine là sự đau khổ, sự khó nhọc. Bây giờ động từ penne là gặp khó khăn, gặp mệt mỏi trong khi làm cái việc gì. Các cái nhà máy rất khó khăn khi phải làm cho các cái người lao động di dân trở về. Faire revenir, làm cho những người lao động di dân trở về. Và những người này đã rời bỏ cái vùng của thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh Ville, sau cái đợt mà cách ly toàn diện khủng khiếp vào đầu tháng 7, kéo dài cho tới cuối tháng 9. Trong 2 tháng này, người lao động di dân rời bỏ thành phố để đi về quê. Migrant là người di dân. Adjective là migrateur. Feminine là migratrice. Để nói về những hoạt động, những cái loại động vật di cư. Chúng ta nhắc lại, migrateur, migratrice chỉ dùng cho các cái động vật. Chẳng hạn như là un oiseau migrateur, một con chim di trú. Cái con chim này nó cứ rời cái vùng này đi qua vùng kia khi tiết mùa thay đổi. Và các cái người lao động này đã di từ cái vùng quê lên thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Và bây giờ họ đã rời, họ đã quitté cái vùng thành phố Hồ Chí Minh này sau cái việc mà confinement, phong tỏa. Éprouvant là participe présent của động từ éprouver. Động từ éprouver có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là gây tổn thất, gây đau thương, gây tổn hại. Và participe présent là gây tổn hại, gây đau thương, gây tổn thất. Một cái sự cách ly mà gây ra nhiều cái tổn thất, kéo dài từ début juillet, đầu tháng 7, cho tới fin septembre, cho tới cuối tháng 9. Và qua cái đề tựa và qua cái lời mở đầu, chúng ta đã thấy có 10 chữ, 9 chữ chúng ta cần nhớ rồi. Và tôi nghĩ đây là những cái từ về kinh tế học, về xã hội chúng ta cũng cần phải biết. Và cái bài báo này tác giả là Brice Petroletti, là thông tín viên của tờ báo này ở vùng Đông Nam Á và đóng tại thành phố Bangkok của Thái Lan. Correspondant en Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est. Các anh chị có để ý không? Á Châu là Asie, Đông Nam Á, Đông là S, Nam là Sud. Nhưng mà trong các ngôn ngữ phương Tây, tiếng Pháp và tiếng Anh thì dùng Nam, Đông, các quốc gia Nam, Đông, Á. Tại sao như vậy? Tôi có trình bày một cái bài về các cái phương hướng, 4 phương 8 hướng ở trong chương trình A1. Xin các anh chị có thể tìm đọc. Publié le 2 septembre 2021 và đã xuất bản ngày 2 tháng 12 năm 2021 vừa qua. Fortement ralenti par la vague de variant Delta de cet été, la locomotive vietnamienne, l'une des économies les plus performantes de 2020, 2,9% de croissance, cherche à reprendre de la vitesse. L'un des nouveaux ateliers du monde, avec ses usines textiles, d'électroménager, etc., pour les pays occidentaux, a été fortement perturbé par le confinement strict de la région Ho Chi Minh Ville début juillet, puis par le manque de travailleurs quand les restrictions ont été levées fin septembre. Ralenti là làm cho chậm lại, bị làm cho chậm lại một cách mạnh mẽ, một cách trầm trọng bởi cái đợt của cái con biến thể Delta vào mùa hè này. Thì cái đầu tàu của Việt Nam, nước Việt Nam là một trong những cái nền kinh tế hoàn thiện nhất, có cái độ tăng trưởng là 2,9% độ tăng trưởng vào năm 2020, và đang tìm cái nền kinh tế này đang đi tìm để bị chậm lại bởi cái đợt của biến thể Delta vào mùa hè này. Thì cái đầu tàu kinh tế của Việt Nam tức là thành phố Sài Gòn đó, thành phố Hồ Chí Minh đó, là một trong những nền kinh tế có cái mức độ hoàn thiện lớn nhất vào năm 2020, tức là nó đã đạt được cái độ tăng trưởng là 2,9% de croissance. Thì cái đầu tàu này, tức là thành phố Sài Gòn này, đang tìm cách, cherche à reprendre la vitesse, đang tìm cách lấy lại cái tốc độ. Ralentir, VT, để chúng ta thấy động từ này có tính từ long ở giữa, L-E-N-T, long là chậm. Ralentir làm cho chậm lại. Thì chúng ta lại nhắc lại một cái quy tắc chung: khi một động từ có cái đuôi là IR mà xuất phát từ một cái tính từ thì động từ đó là nhóm 2.
Chúng ta nói là khi chúng ta thấy một động từ có cái đuôi là IE thì chúng ta phải đặt vấn đề xem nó là nhóm 2 hay nhóm 3. Nếu nhóm 2 thì là một động từ có quy tắc, và nếu nhóm 3 thì chúng ta phải học từng ca. Nhưng mà làm sao biết được nhóm 2 hay nhóm 3 thì có một số các quy tắc, trong đó có quy tắc và tôi vừa mới nhắc là nếu cái động từ có tận cùng bằng IE này mà nó xuất phát từ một tính từ thì đây chắc chắn là một động từ nhóm 2. Ralentir là làm cho chậm lại. Từ động từ ralentir này có hai cái từ cùng gia đình mà chúng ta cũng nên học. Le ralenti, để chúng ta nghe cái này rất là nhiều, thường thường tất cả mọi người đều nghe cái chữ ralenti, tức là ở trong cái động cơ, các cái động cơ mà thường thường đối với chúng ta là động cơ xe máy á, chỉnh ralenti. Bây giờ các cái xe đời mới thì không có cần thiết nữa, nhưng mà các cái xe trước đây á, thường thường phải căn chỉnh cái độ ralenti, tức là cái chế độ làm quay chậm của một cái động cơ, nó quay chậm tới cái độ mà nó không tắt máy, chậm nhất mà trước khi tắt máy, đó là chế độ ralenti. Nếu xe của chúng ta mà không căn chỉnh cái này thì cái máy nó chạy không có đều, không có tròn, nó không có tốt, và phải nhờ một người thợ máy căn chỉnh cái độ ralenti. Ralenti là chế độ quay chậm của động cơ. Một cái danh từ khác mà chúng ta cũng thường gặp khi đi ở ngoài đường, ralentisseur, là một cái cờ G để cản tốc độ. Trên một con đường thường thường người ta có những cái cách để mà làm cho người lái xe không thể chạy quá nhanh, phải giảm tốc độ, người cái đó là gọi là ralentisseur. Có thể là những cái G bé bé, có thể là những G khá lớn hơn ở trong cái khu công nghiệp chẳng hạn, để làm xe không có thể chạy với cái tốc độ cao. Đó là hai cái danh từ xuất phát từ động từ ralentir mà chúng ta cũng nên cần biết. Bây giờ cái nền kinh tế này bị cái đợt của cái con biến thể Delta vào mùa hè này làm cho chậm lại. Bây giờ cái đầu tàu của kinh tế của Việt Nam, nó là một trong những nền kinh tế hoàn thiện nhất. Locomotive, một cái đoàn xe lửa thì phải có cái đầu kéo, đó là locomotive, và các cái toa sau thì gọi là wagon. Người ta ví von thành phố Sài Gòn như là một cái đầu máy của một con tàu, một cái xe đoàn xe lửa, nó kéo các cái toa khác đi theo. Nếu nó chạy nhanh thì các toa khác chạy nhanh theo, nếu nó chạy chậm lại thì các toa khác cũng chạy chậm lại. Đó đây là một cái hình bóng, thành phố Sài Gòn là một cái đầu tàu kinh tế có cái mức độ hoàn thiện cao nhất vào năm 2020. 2020 nó đạt được cái độ tăng trưởng là 2,9%, và bây giờ cái đầu tàu này đang tìm cách lấy lại cái tốc độ, bởi vì nó đã bị chậm lại. Bây giờ nó phải đạt được cái tốc độ cũ. L'un des nouveaux ateliers du monde, đây là một trong những cái công xưởng mới của thế giới. Un atelier là một cái xưởng máy, ở trong đó người ta sản xuất ra những cái sản phẩm gọi là atelier. Đây là một trong những cái công xưởng mới của thế giới, với những nhà máy về may mặc, L'usine textile, những nhà máy về L'usine d'électroménager, những nhà máy về các cái máy gia dụng, các máy gia dụng như là để dùng ở trong nhà, etc. Pour les pays occidentaux, đây là một cái công xưởng cho các quốc gia phương Tây, les pays occidentaux. Và cái công xưởng này a été fortement perturbé par le confinement strict de la région d'Hồ Chí Minh Ville début juillet. Và cái công xưởng này, một trong những công xưởng, và cái công xưởng này đã bị perturbé, đã bị gây hỗn loạn trầm trọng do bởi cái đợt cách ly nghiêm ngặt của cái vùng Sài Gòn, cái vùng thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 7. Perturbé là gây hỗn loạn. Chúng ta, nếu các anh chị nào ở bên Pháp á, thỉnh thoảng đi dưới xe điện ngầm, đi xe metro, thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe trên cái loa phát ra là cái line, cái đường số mấy á, đang bị perturbé do bởi có một cái sự cố về điện hay sự cố về tai nạn, một cái sự cố gì đó thì nó hỗn loạn. Bởi vì một cái đoàn tàu, một cái tuyến đường thì các cái đoàn tàu chạy rất là đúng giờ, người ta đã lập trình cho nó chạy rất đúng giờ. Bây giờ gặp sự cố thì nó perturbé, nó bị hỗn loạn, không có còn đúng giờ, không có còn ổn định như bình thường. Như vậy chúng ta gọi đó là perturbé. Bây giờ cái công xưởng này đang hoạt động bình thường, nhưng do bởi bị giãn cách, cách ly, mọi người không tới xưởng được, hàng hóa không lưu thông được, và nó bị perturbé, nó bị gây hỗn loạn. Vào đầu tháng 7, quý sau đó bị hỗn loạn, thứ nhất là do cách ly, thứ hai là do có hai chữ bạc, perturbé bạc, cái này. Và cái thứ hai nữa, perturbé bạc,
và cái này Parc Le Monde de Travailleurs do bởi thiếu nhân công quand les restrictions ont été levées, khi cái việc mà hạn chế đi lại, hạn chế làm việc bị rỡ bỏ thì lại bị cái khó khăn là thiếu nhân công fin septembre. Vậy chúng ta thấy cái logic ở trong cái câu này này, cái đầu tàu là cái thành phố Sài Gòn này, nó là một cái nơi, là một cái công xưởng của thế giới, nó đang hoạt động bình thường. Bây giờ tới đầu tháng 7 nó bị perturbé, nó bị hỗn loạn do bởi cách ly. Cách ly tức là bị ngăn cản, có cái rào cản, người công nhân không tới làm việc được. Đó là cái thứ nhất, đến khi các cái điều hạn chế đó bị rỡ bỏ thì lại bị hỗn loạn bởi cái sự thiếu nhân công. Chúng ta coi chữ restriction là sự hạn chế. Chúng ta hãy làm lại cái việc phân tích câu. Thành phố Sài Gòn là một trong những công xưởng mới của thế giới, sản xuất nhiều vải vóc, quần áo, may mặc và các cái máy gia dụng đưa tới sản xuất qua các cái quốc gia phương Tây, và giờ đây đã bị hỗn loạn. Thứ nhất là do bởi cái sự cách ly ngặt nghèo ở cái vùng thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 7, tức là người ta tạo ra những rào cản, hạn chế đi lại và nhân công không tới xưởng được. Đó là lý do thứ nhất của việc bị hỗn loạn vào đầu tháng 7. Nhưng tới khi cái việc hạn chế đi lại đã được rỡ bỏ thì lại bị hỗn loạn do bởi thiếu nhân công vào cuối tháng 9, đầu tháng 7 cũng hỗn loạn, đến khi không còn cách ly nữa cũng hỗn loạn do bởi thiếu nhân công. Restriction, chúng ta vừa nói là sự hạn chế, là động từ restreindre. Restreindre là một động từ nhóm 3. Chúng ta chia giống như động từ peindre. Peindre là sơn, là vẽ. Pour cause, 1,3 million de travailleurs migrants venus de campagne ont rejoint leur région natale de juillet à septembre, selon le gouvernement. Theo như chính phủ báo cáo, thì lý do là 1,3 triệu các cái người lao động di dân đã đến từ các cái vùng nông thôn thì bây giờ đã trở về quê quán của họ, nguyên quán của họ trong cái khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, trong 3 tháng đó, những người lao động di dân đã trở về quê quán của họ. Région natale, natale là xuất phát từ động từ net. Région natale, chẳng hạn như là pays natal là quê của mình, village natal là cái làng quê nơi mình sinh ra. Beaucoup ont été traumatisés par les restrictions très strictes qu'ils ont dû subir à Ho Chi Minh Ville. Personne n'était autorisé à sortir. L'armée livrant les repas. Rất nhiều người đã bị traumatisé. Traumatisé là một danh từ có một ý nghĩa cụ thể, tạo ra một cái chấn động mạnh mẽ, có thể về tâm lý hay là có về thể lý, tạo ra một cái chấn động mạnh. Chẳng hạn như chúng ta có cái danh từ mà chúng ta hay nghe ở trong các cái phần báo chí, chấn thương sọ não, un traumatisme crânien. Can là cái sọ, cái sọ đầu của mình bây giờ bị chấn thương, đây là một cái chấn thương rất là nguy hiểm. Un traumatisme crânien thường thường là do tai nạn lưu thông, không đội nón bảo hiểm, hoặc là bị chấn thương quá nặng về phần đầu, người ta gọi là chấn thương sọ não, traumatisme crânien. Về traumatisme là danh từ xuất phát từ động từ traumatisé. Ở đây chúng ta không có nói tới cái chấn thương bên ngoài, nhưng mà đây là một cái tình hình chung. Rất nhiều người đã bị tổn thương, đã bị chấn thương do bởi cái sự hạn chế rất là ngặt nghèo mà họ đã phải chịu đựng. Hai chấm tức là giải thích. Ở thành phố Hồ Chí Minh, không một ai đã được phép đi ra ngoài, và quân đội đã giao các cái bữa ăn tới. Đây là một cái tình trạng rất là ngặt nghèo. Chúng ta thấy cái tính từ là strict. Strict là nghiêm ngặt. Les salaires ont été réduits et amputés des heures supplémentaires, et les ouvriers disent avoir dû s'en tenir pour le repas à quelques aliments de base. Les seules usines autorisées à rester ouvertes étaient celles qui avaient choisi de loger leurs ouvriers sur place dans des conditions spartiates. Or, certaines se sont ensuite retrouvées face avec des clusters. Salaire là tiền công, là tiền lương. Tiền lương đã bị giảm thiểu và bị cắt giảm các cái giờ phụ trội, và nhiều người nhân công nói rằng họ đã phải s'en tenir, đã phải ở không, không làm gì hết, với những cái bữa ăn chỉ có một vài ba thức ăn căn bản, tức là không có gì nhiều, không có thức ăn gì nhiều. Salaire chúng ta vừa nói là tiền lương đã bị giảm xuống, động từ réduire, danh từ là la réduction.
chẳng hạn như chúng ta đi mua một cái gì như mua vé máy bay chẳng hạn với cái giá giảm un prix réduit và tiền lương bị giảm, còn các cái giờ phụ trội thì bị cắt. Động từ amputé này là động từ dùng ở trong y học, tức là người ta giải phẫu để người ta cắt đi một cái bộ phận tay chân, cắt tay, cắt chân. Một cái người bị cái bệnh gì đó bị cắt tay là amputé, cắt chân, người ta gọi là đoạn chi đó, là amputé. Đây là danh từ dùng ở trong y học. Và bây giờ người ta nói là các cái giờ phụ trội của các người công nhân đã bị cắt, cắt không còn nữa. Và các người công nhân nói rằng, có những người công nhân họ nói rằng họ đã phải avoir dû, là infinitive passé của động từ devoir, đã phải s'en tenir, động từ s'en tenir à, là ne rien faire de plus, không có làm gì cả, cách ly thì cứ ngồi ở không một mình trong nhà không có làm gì hết, đó, họ đã phải ở nhà không có làm gì hết. Và có những cái bữa ăn chỉ có một số ít thực phẩm căn bản. Để chúng ta hình dung ra cái cuộc sống của người công nhân ở trong cái thời cách ly, không có lương và cũng không có mua bán được, thì chỉ ăn những thứ rất là bình thường, không có gì nhiều. Les seules usines autorisées à rester ouvertes étaient celles qui avaient choisi de loger leurs ouvriers sur place. Chỉ có những cái nhà máy duy nhất mà được phép vẫn tiếp tục mở cửa. Chúng ta để ý động từ rester ở đây. Động từ rester có cái nghĩa thứ nhất là ở lại. Chúng ta đi tới một cái chỗ nào rồi chúng ta không quay lại, chúng ta ở lại. Rester, tiếng Anh là to stay. Ở đây không có nghĩa là ở lại, mà giữ nguyên cái trạng thái. Đang mở cửa thì vẫn được mở cửa, đang đóng cửa thì vẫn phải đóng cửa, đang đứng thì cứ đứng, đang ngồi thì cứ ngồi. Rester không còn nghĩa là ở lại nữa, mà giữ nguyên một cái trạng thái. Nghĩa thứ nhất thì trong tiếng Anh là to stay. Nghĩa thứ hai, to remain. To remain là giữ nguyên một cái trạng thái. Những cái nhà máy duy nhất được phép giữ nguyên cái tình trạng mở cửa, tức là vẫn được mở cửa, đó là những cái nhà máy đã chọn cái cách là cho các người công nhân ở lại, loger, ăn ở tại chỗ. Đây là participe, à, xin lỗi, là plus que parfait. Đã chọn thì bây giờ được phép ở. Đã chọn cái cách avait choisi de loger. Loger là cho cái nơi ăn trốn ở cho những người công nhân tại chỗ. Trong những cái điều kiện spartiate, une condition spartiate, le pays de 97 millions d'habitants dont les exportations ont doublé de 2015 à 2020, atteignant 283 milliards de dollars, 250 milliards d'euros, a connu le choc du Covid-19 en différé. Il n'avait comptabilisé que 35 décès jusqu'à avril 2021, mais le variant Delta a fait flamber les contaminations à partir de juillet, poussant le gouvernement à abandonner fin septembre sa politique de zéro Covid. Le nombre de décès a dépassé lundi 29 novembre les 25 000. Après un recul de l'épidémie en octobre, celle-ci a rebondi début novembre avec 13 000 contaminations par jour pour une population de doublement vaccinée d'un peu plus de 50%. Đây có khá nhiều con số nhưng mà không quan trọng. Chúng ta để ý tới cái tinh thần của cái câu, tức là nó không có gì về ngữ pháp, chỉ có cái các cái từ ngữ mới. Cái quốc gia có 97 triệu dân này mà cái phần xuất khẩu của quốc gia này, đồng là pronoun relative, mà cái phần xuất khẩu của quốc gia này đã tăng gấp đôi trong cái khoảng thời gian từ 2015 tới 2020 và đạt tới con số là 283 tỷ đô la, tương ứng với 250 tỷ euro. Thì cái quốc gia này, Suisse, đã nhận ra, đã thấy được, đã bị một cái sốc của con COVID, của cái bệnh COVID-19. En différé. En différé thì khác với en direct. Như vậy nói về một cái chương trình truyền hình hay truyền thanh. Truyền hình hay truyền thanh trực tiếp thì là en direct. Bây giờ en différé là qua, không có trực tiếp nữa mà gián tiếp. Như vậy cái nạn dịch COVID nó tới Việt Nam không phải là trực tiếp mà là gián tiếp, đã bị cái sốc gián tiếp của con COVID này. Il n'avait comptabilisé que, avait comptabilisé là plus que parfait. Trước đó cái quốc gia này, il là quốc gia 97 triệu dân tới ở nước Việt Nam, quốc gia này trước đó chỉ đếm được 35 ca tử vong, đề xe là tương đương với la mò, ca tử vong
cho tới tháng 4 năm 2021, tức là sau một năm rưỡi dịch bùng phát trên toàn thế giới, thì toàn nước Việt Nam chỉ có 35 ca tử vong. Mais le variant Delta a fait flamber les contaminations à partir de juillet, poussant le gouvernement à abandonner fin septembre sa politique de zéro Covid. Nhưng tới cái con biến thể Delta nó đã bùng phát lên, nó đã làm cho các cái việc nhiễm bệnh bùng phát lên kể từ tháng 7 và khiến cho Brussels đã thúc đẩy chính phủ phải từ bỏ vào cuối tháng 9, từ bỏ cái chính sách zero Covid. Ở đây chúng ta có cái động từ flambé, contamination là sự nhiễm bệnh, flambé là bùng cháy, động từ vi, tức là cháy to lên với một cái ngọn lửa sáng rực. Như vậy chúng ta là bùng lên rồi sau đó tắt ngay. Chẳng hạn như là chúng ta đốt một cái đám rơm á, một cái đống rơm mình đốt lên thì nó cháy rất là nhanh, nó bùng lên, nhưng mà nó không có lâu, nó lại xẹp đi. Như vậy cái con biến thể Delta variant này, nó đã làm cho cái dịch bùng lên rất là nhanh, từ cái con số chỉ có 35 ca tử vong, thì tới cái ngày này chúng ta đọc tiếp, le nombre de décès a dépassé lundi 29 novembre les 25 000, từ cái con số 35 vào tháng 4 và cho tới tháng 11, trong vòng có 6 tháng, từ 35 nó lên tới 25.000. Chúng ta thấy lên gấp cả ngàn lần cái con số tử vong. Après un recul de l'épidémie en octobre, recul là đi thụt lùi, reculer là cái xe nó đi lùi lại, reculer sau có một sự giảm đi lui của cái đợt dịch bệnh vào tháng 10, thì epidemie là cái sensi là cái này. Sensi là cái dịch bệnh này. Thì cái dịch bệnh này lại bùng lên vào đầu tháng 11 với 13.000 ca nhiễm mỗi ngày cho một cái dân số đã được tiêm chủng chích ngừa 2 lần doublement vacciné, và có khoảng tới một cái dân số là 50%, hơn một chút, đã được chích ngừa 2 lần mà vẫn bị có cái con số là 13.000 ca nhiễm. Chúng ta coi cái động từ doublé. Le pays de 97 millions d'habitants dont les exportations ont doublé de 2015 à 2020, từ 2015 cho tới từ 2015 cho tới 2020, thì cái con số về xuất khẩu đã doublé. Doublé có thể là VT, có thể là VI, gấp đôi một cái gì thì là VT, còn cái con số nó gấp đôi thì là VI. Con số này ở đây là VI này. Con số xuất khẩu nó đã gấp đôi, tăng gấp đôi. Gấp 2 lần, double, gấp 3 lần, triple, gấp 4 lần, quadruple, gấp đôi là double, 2, triple, 3, quadruple, 4 lần. Chúng ta có mấy cái động từ như vậy, và sau đó người ta không còn chữ nữa, không thể có gấp 7, gấp 8, gấp 9, gấp 11, gấp 12. Người ta nói số lần, deux fois, hay trois fois, quatre fois. Đây chúng ta lại có cái chữ doublement nữa này. Doublement là 2 lần tiêm ngừa, đã tiêm 2 mũi, hơn 50% dân số đã được tiêm 2 mũi. Tôi sẽ đọc lại toàn cái bài báo này. Pour relancer son économie, le Vietnam tente de remédier à une pénurie d'ouvriers due à la pandémie de Covid-19. Les usines peinent à faire revenir les travailleurs migrants qui ont quitté la région d'Ho Chi Minh Ville après un confinement éprouvant de début juillet à la fin septembre. Fortement ralentie par la vague de variants Delta de cet été, la locomotive vietnamienne, l'une des économies les plus performantes de 2020, 2,9% de croissance, cherche à reprendre de la vitesse. L'un des nouveaux ateliers du monde, avec ses usines textiles, d'électroménager, etc., pour les pays occidentaux, a été fortement perturbé par le confinement strict de la région d'Ho Chi Minh Ville début juillet, puis par le manque de travailleurs quand les restrictions ont été levées fin septembre. Pour cause, 1,3 million de travailleurs migrants venus des campagnes ont rejoint leur région natale de juillet à septembre, selon le gouvernement. Beaucoup ont été traumatisés par les restrictions très strictes qu'ils ont dû subir à Ho Chi Minh Ville. Personne n'était autorisé à sortir. L'armée livrant les repas. Donc là, chúng ta chưa nói tới cái động từ livrant. Livrant là participe présent của động từ livrer. Driver là giao.
ở chúng ta bây giờ hay nghe nói tiếng Anh là ship hàng đó, ở tiếng Pháp là livre là giao hàng, người giao hàng là livreur, các shipper trong tiếng Anh. Quân đội thì đi giao các cái bữa ăn về tới tay cho người dân. Être autorisé, autoriser quelqu'un à faire quelque chose, bây giờ được cho phép đi ra, động từ autoriser quelqu'un à faire quelque chose, cho phép ai làm cái gì, chúng ta để ý tới dưới từ à. Les salaires ont été réduits et amputés des heures supplémentaires, et les ouvriers disent avoir dû s'en tenir pour le repas à quelques aliments de base. Les seules usines autorisées à rester ouvertes étaient celles qui avaient choisi de loger leurs ouvriers sur place dans des conditions spartiates. Or, certaines se sont ensuite retrouvées face des clusters. Le pays de 97 millions d'habitants, dont les exportations ont doublé de 2015 à 2020, atteignant 2083 milliards de dollars, 2050 milliards d'euros, a connu le choc du Covid-19 en différé. Il n'avait comptabilisé que 35 décès jusqu'à avril 2021. Mais le variant Delta a fait flamber les contaminations à partir de juillet, poussant le gouvernement à abandonner fin septembre sa politique de zéro Covid. Le nombre de décès a dépassé lundi 29 novembre les 25 000. Après un recul de l'épidémie en octobre, celle-ci a rebondi début novembre avec 13 000 contaminations par jour pour une population de doublement vaccinée d'un peu plus de 50%. Chúng ta lại nhắc lại cái động từ autoriser. Autoriser, cấu trúc của nó là autoriser quelqu'un à faire quelque chose. Autoriser quelqu'un, cho phép ai à faire quelque chose, cho phép ai làm cái gì. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái cấu trúc này nó không có cái đối tượng, nhưng mà bắt buộc phải có cái giấy từ à. Những cái nhà máy được cho phép giữ nguyên cái tình trạng mở cửa, đó là cái nhà máy đã chọn cái cách lưu trú cho cái người công nhân được chỗ ăn chỗ ở, autoriser à. Và chúng ta cũng coi tới cái danh từ ADC, một cái ca chỉ có 35 ca ADC thì tương đương với chữ là Lamo. Một người chết, một người tử nạn, một người tử vong thì cũng là một người chết, nhưng mà người ta không có thay đổi hai chữ này cho nhau. Chẳng hạn như là chúng ta tường thuật một cái tai nạn giao thông hay là một cái tai nạn gì đó ở trong ở một cái địa phương thì chúng ta nói là có mấy người chết, có bao nhiêu người chết thì chúng ta nói về cái chữ này. Nhưng mà nói chữ DC là một cái chữ có vẻ cao cấp hơn, chẳng hạn như là giấy chứng tử un acte de décès, người ta không nói là un acte de mort. Và trong tai nạn thì người ta cũng không nói là décès. Hai chữ này là một cùng một nghĩa nhưng mà không hoán đổi chỗ cho nhau được. Nói chuyện bình thường thì chúng ta dùng mort, tử vong. Nói cái chuyện trong giấy tờ một cách cao cấp hơn thì chúng ta dùng các cái ca tử vong, giấy chứng tử un acte de décès. Thưa các anh chị, cái bài này là một cái bài báo thì tôi vừa nói ở đầu bài là trích từ trong báo Le Monde, và ít khi báo Le Monde đề cập tới tình hình của nước Việt Nam chúng ta. Tôi bắt gặp cái bài này thì tôi cũng muốn đưa về giới thiệu cho anh chị. Khi đọc cái bài báo này thì đương nhiên là chúng ta thấy nó có những cái từ ngữ, có cái cách dùng nó hơi cao cấp, nhưng mà cái mục đích của tôi là giúp cho các anh chị quen cái phần đọc để chúng ta nhớ được. Ở đây tôi đã đưa vào thứ khoảng 20 mấy cái từ chúng ta cần lưu ý thì chúng ta nhớ được càng nhiều càng tốt, không có phải là cứ qua mỗi bài chúng ta có thể nhớ hết được hết mấy cái này. Thế nhưng mà cái vấn đề mà quen đọc, chúng ta có thói quen đọc, đó là cái điều tôi muốn giúp các anh chị. Các anh chị nhìn cái bài báo này, các anh chị thích đọc, muốn đọc, đọc nó hơi khó, hiểu được bao nhiêu phần trăm thì cũng không quan trọng, nhưng mà chúng ta có cái sự vui thích đọc, đó là cái điều tôi nhắm tới. Và tôi chúc mọi người có cái thú vui để đọc báo chí, để tạo ra một cái thói quen về đọc sách tiếng Pháp. Xin chào tất cả mọi người.